Em Ri xin mến chào quý cô bác anh chị và các bạn. Xin mến chúc quý cô bác anh chị và các bạn có một ngày mới thật là nhiều niềm vui. Hiện tại thì em Ri đang có mặt trên chợ Kim Biên, một trong những cái ngôi chợ rất là nổi tiếng về hóa chất ở khu vực quận 5. Thì ở đây thì hiện tại thì trong buổi sáng này thì thấy ở chợ đây khá là vắng rồi. Tình hình thì bây giờ là những cái tháng mà giáp Tết như thế này thì không biết như thế nào, nhưng mà thấy tình hình kinh doanh của bà con gần như là chưa có gì gọi là sôi động cái kiểu mà dạng mà giáp Tết nữa, mà đây là chỉ thấy là hình như là nó vẫn vắng đều và ế đều như những cái dạo nào. Thì ở đây thì ngay góc chợ đây, đây là cái mặt sau ha, mặt phía sau của chợ Kim Biên. Thì đây người ta bán các loại chảo, son, nồi rồi đây, nấu nướng rồi tất cả ha, dụng cụ làm bếp. Thì mình đi một vòng để mình thấy được là bây giờ thì có những cái kiosk, những cái căn gốc thì người ta cũng đóng cửa rồi. Đó thì mình đi để mình hiểu được là cái tình hình kinh tế hiện tại thì nó như thế nào ha. Đó thì đi một vòng luôn thì mình nhìn thấy đây, nguyên cái chợ mà nó vắng cỡ này nè. Chỉ thấy có gọi là người bán không à, không thấy người mua, thì chết rồi. Một cái chợ mà hàng ngàn cái gian hàng như thế này mà đi mà toàn không thấy người thì thử hỏi sao mà buôn bán kinh doanh gì. Bây giờ thì có nhiều cái giả thuyết để mà đặt ra là hiện tại là do bà con người ta bán online hoặc là người ta giao sỉ hàng không à. Cho nên là bây giờ là không thấy người đi chợ, vậy là người ta sẽ giao sỉ đi. Nhưng mà bây giờ mình thấy có xe nào chở cái kiện hàng nào đi đâu, xe gắn máy, xe ba gác, xe tải, hoàn toàn là mình nãy giờ là không thấy luôn. Đó thì đi mình nhìn xong cái nét mặt của bà con tiểu thương ngồi gọi là buồn hiu luôn, đượm buồn luôn, tại vì vắng quá không có khách. Cái người buôn bán mà đặc biệt là những cái khu chợ mà chợ lớn nổi tiếng như Kim Biên này, thì những năm trước mình đã bước bước ra chợ là tiểu thương người ta tay tay miệng miệng luôn, ới ới đi mua gì chụp giật liên luôn, hỏi mua gì để lấy hàng cho khách. Còn bây giờ thì có người đi ngang người ta cũng không quan tâm, tại vì có ai mua đâu, vẫn ngồi lướt web thôi. Đó thì cái tình hình như vậy đó, nhiều khi mà có những bà con tiểu thương than, nhiều khi mấy ngày luôn không có mở hàng, bán lẻ mà không có mở hàng thì chết. Thì bán được một ít ít vậy thì không thu không đủ chi, tiền ăn uống hàng ngày là hết rồi. Thế gia đình chúng ta thấy thiên đường quá chất là đây đấy. Nhưng mà hiện tại thì những cái sạp đây gần như đã đóng cửa sạp hết rồi, đóng gọi là tơi tả luôn. Đó thì nhìn trong chợ, cái nhà mình nhìn trong chợ toàn là tiểu thương không, không có khách vào, cũng chả thấy ai mà chuẩn bị hàng hóa để đi giao hay cái gì hết. Gần như là bây giờ là chịu trận hết luôn. Đó thì rất là cảm thấy là cực kỳ luôn ha. Gia đình chúng ta thấy là vắng vô cùng vắng luôn. Đó thì có tiếng còi gì mà hú quá không biết. Đó thì đi để gia đình chúng ta thấy đây, những cái mặt hàng đồ chơi trẻ em rồi nè, bây giờ thì vắng đều luôn. Kể cả bây giờ mà chỗ khu vực kia ở, tôi cũng thấy một số trường mầm non ấy, là người ta gọi là trả mặt bằng luôn, trường mầm non tư thục đó nha, của người dân đã lập lên, nói chung phải của nhà nước. Lý do là bây giờ thất nghiệp nên là ta gọi trụ không nổi, không có tiền, người ta không có cho con đã học nổi thì người ta gửi con ta về quê. Nhiều cái nó như vậy đó, cả nhà mình thấy đó. Thì không biết cái gì mà trong chợ hú dữ vậy ta. Dạ. Thử kèn báo cháy ha. Cái này là sáng ha, sáng trong chợ người ta thử cái kèn báo cháy, cũng như là cái lời và thông báo gọi là nhắc nhở bà con tiểu thương là cẩn thận trong cái việc và những cái tháng Tết này phòng cháy chữa cháy, cho nên là người ta cũng thử kèn luôn, đồng thời là nhắc nhở bà con tiểu thương phải thận trọng trong cái việc này. Đó thì nhìn vào những cái khu chợ này, gia đình chúng ta thấy trong nhà lòng chợ đó vắng gọi là vắng dữ luôn, chứ không phải vắng bình thường nữa. Thì đi kiểu này để mình thấy nè, bây giờ ví dụ đi, gia đình chúng ta mở một cái sạp đây thì cả nhà mình thấy đó, hàng quá mình biết bao nhiêu nói mình phải về hàng và trữ hàng rất là nhiều đây nè. Nhưng mà bây giờ khách thì không có, bây giờ bỏ mối thì cũng không xong, bỏ mối mà bây giờ bỏ thiếu cái giật luôn, cái là sập vốn luôn, sập tiệm luôn rồi, giờ cũng không biết làm sao hết trơn. Tình hình nó khó khăn đến mức độ mà đi một cái vòng chợ luôn mình thấy đó, không có người mua. Chợ mà ngay cái giờ cao điểm như thế này đấy mà chợ mà không có người mua thì mình thấy như thế nào. Là buổi sáng đó nè, đi buổi sáng đó. Nếu mà đi buổi chiều thì không biết như thế nào luôn. Đó thì
quá căng rồi. Bây giờ thì tầm gần trưa rồi mà thấy là các anh bán hàng thì anh cũng ngồi chơi hết rồi. Tất cả các anh gần như là ngồi đây rồi không biết làm gì luôn. Tại vì giờ vắng khách quá, giờ làm gì bây giờ? Tình hình mà nó ế đến mức độ đó, cả nhà mình thấy đó, te tua tơi tả luôn ha. Đây thì đường Hải Thượng Lãn Ông đây. Ở đây thì khu vực này cũng gọi là chợ lớn rồi. Thì đó thì sẽ đi phía trước đây, nhìn vào cái cổng trước của chợ Kim Biên ha. Cái cổng trước của chợ Kim Biên để gia đình mình thấy nó eo xèo như thế này nè. Không thấy gì gọi là xâm tụ, phải người người tấp nập rộn nhịp nữa. Những cái tháng Tết này người ta gọi là tấp nập, người ta làm gọi là soạn hàng, bán hàng, làm đủ kiểu giao hàng, tay tay chân chân miệng miệng luôn. Nhưng mà do lý do là bây giờ vắng quá trời vắng rồi, vắng te tua tơi tả rồi, cho nên là không có cái chuyện mà gọi là tấp nập nữa, bận túi bụi từ sáng tới trưa, từ trưa tới chiều nữa, mà gần như là thả rề ngồi chơi không, tại vì ế quá, vắng quá, giờ biết làm gì giờ, không lẽ giờ chạy tới chạy lui, chạy để tập thể dục đó thì ngồi không thôi, biết sao bây giờ. Đó thì bây giờ là có như chợ Bến Thành đó, mời 100 TikToker đến mà livestream để giải cứu hàng, nhưng mà làm cũng không nổi, tại vì cái thị trường bây giờ nó thẳng, người ta cũng không có tiền để mua, cho nên là rẻ lắm mới mua và cần thiết mới mua, chứ không phải là mua những cái món mình thích. Nó khó khăn ở chỗ đó. Ngày xưa thì kinh tế phát triển, làm đồng ra đồng vô tiền nhiều, chỉ cần thích là mua, mua những cái nào mình cảm thấy mình thích là mua. Còn bây giờ thì những cái món nào mà mình thích nhưng mà không cần thiết là không mua, phải hạn chế chi tiêu đến như thế đó. Rồi bây giờ là những cái cần thiết đây, những cái đồ mà ở đây mà xung quanh chợ, nãy giờ mới thấy có chị đi chợ mua đồ, rồi chả thấy anh nào mà chở hàng đi giao hay gì hết, không thấy xe tải nào vô luôn. Nói thì cái chợ lớn như vậy mà cả nhà mình thấy là bớt xe lết chỗ này thì không biết làm sao luôn. Nói thêm buổi sáng mà nhìn tất cả cái tiểu thương gần như là cái chợ nó im lìm vắng lặng luôn nè. Xe hơi còn vào được đây nữa mà, xe hơi và bao chạy luôn, chạy thông thoáng quá mà. Lúc trước xe hơi làm gì mà vô được, người xe máy nè, rồi bốc xếp hàng xe đẩy nè, làm lộn trùm phèo luôn, chen chân nhau mà đi gọn được nữa, thì xe hơi làm sao mà có cái vé mà đi vô trong chỗ khu xung quanh chợ như thế này. Còn bây giờ thì xe hơi vô chẳng những vô mà thênh thang cả con đường, muốn đậu chỗ nào đậu luôn. Thì cả nhà mình thấy đó, bây giờ thì mình nhìn đi, mình đi đến một cái khu vực nào bất cứ thì muốn hiểu được cái nếp sống, cuộc sống, cái văn hóa, cái kinh doanh của họ như thế nào, ở đó họ làm ăn được không, có nhộn nhịp không, thì mình vào chợ là phần nào mình cũng nhận ra được là cái khu vực đó như thế nào đó. Cho nên là kể cả khách du lịch nữa, khách nước ngoài người ta đến một quốc gia nào đó, đặc biệt ví dụ như là đến Việt Nam đi, thì người ta cũng hay vào những cái khu chợ truyền thống để người ta khám phá cái nét văn hóa, những cái nét riêng đặc trưng, cũng như là cái cuộc sống sôi động của bà con như thế nào. Thì những cái câu ngôi chợ như thế này thì phản ánh lên rất là nhiều. Nhưng nếu mà bây giờ khách nước ngoài mà đến những cái khu chợ như thế này thì không biết phải như thế nào, nó vắng mà nó ảm đạm quá. Phải nói là chưa bao giờ mà thấy Sài Gòn mình lại tổn thương đến như bây giờ, vắng một cái lạ luôn, vắng tiêu điều luôn đó. Thì hàng quá mà chất đóng kiểu này thì kiểu này là chết chắc rồi, chết thiệt luôn, chứ không phải chết giỡn nữa. Biết chừng nào mới lấy vốn lại được. Cái này là không những lấy vốn không được mà duy trì hàng tháng duy trì còn không nổi nữa. Cho nên là te tua tơi tả hết rồi, còn gì đâu. Cả nhà mình thấy đây, đây có những cái kho, cái kiosk đây. Lúc trước là phải đặt chỗ ha, phải đặt chỗ, phải chen chân nhau mới là thuê được những cái kho mất cái mặt tiền như thế này. Còn bây giờ thì cửa đóng then cài hết rồi, kể cả những cái mặt tiền phía ngoài, phía trong thì cũng vậy hết. Bây giờ là không ai thuê hết, nó vắng mà nó ảm đạm đến mức độ đó luôn. Thì mình thấy là bây giờ thì tình hình kinh doanh mua bán, kể cả online, kể cả hàng rong, kể cả những cái chợ lớn như thế này thì đều rất là chậm. Đó thì nhiều người đã nói là bây giờ bán online rất là được, nhưng mà được mấy người. Đó như là TikTok đi, khi mà mới bán hàng, livestream bán hàng á, thì clip nào nó cũng lên xu hướng hết.
nó làm cho mình nhập vô thật là nhiều hàng, tại lên xu hướng ta mua nhiều lắm, mình không nhập hàng thì không thể nào mà đủ hàng để mà bán hết. Khi mình nhập nhiều hàng rồi thì bắt đầu nó giảm tương tác, clip mình làm hoài không lên xu hướng, không ai xem được, người ta không có mua, rồi thành ra là ôm một đống hàng đó rồi khóc hận luôn đó. Thì có những cái loại hình kinh doanh nào cũng có những cái khó riêng hết đó. Cả nhà mình thấy đó, nguyên cái chợ mà ảm đạm như thế này đây thì như sẽ như thế nào đó. Thì đa số những người bạn của Ri, những cái anh chị mà những năm trước bán online cũng được lắm thì năm nay cũng than cũng khóc ròng, bán không nổi, nhiều quá, cạnh tranh khốc liệt lắm đó. Thì đi một vòng để gia đình chúng ta cảm nhận được ha, cái sự mà vắng vặn lặng ở khu vực này. Ở đây những cái tiệm gọi là bán hàng đồ nhựa chuyên bỏ sỉ bỏ lẻ đây. À, bây giờ nhìn khách thì không có, giao hàng cũng không xong, bán lẻ không được, bán sỉ cũng không xong, làm gì cũng không được hết. Còn kể cả nhân viên mình thấy đâu, một cái tiệm gì phải 3-4 nhân viên đứng, bây giờ kiếm ra tiệm không có người luôn đó. Thì bây giờ nhân viên cũng giảm, cái gì cũng giảm hết, đã ế rồi thì người dân người ta cũng bị mất việc làm nữa, cho nên là buồn nữa, buồn cho người giàu mà thật sự phải nói cái câu khóc cho người nghèo, tại người nghèo tội lắm. Khi mà cuộc sống họ phải nói là bấp bênh từng ngày mà có một cái thay đổi gì là họ gánh chịu hết, không tháng này không làm là đói, tại vì tiền tháng nào xào tháng đó rồi, làm gì có dư, làm gì có của ăn của để. Cho nên là tiền học cho con, rồi tiền phòng trọ, rồi tiền trường thì học thêm từng đủ thứ tiền hết trơn, cho nên là tội, rất là tội cho họ luôn đó. Mình đi để mình thấy được một cái cảnh của bà con là nó bây giờ nó khó khăn đến mức độ nào. Và những cái cửa hàng như thế này đấy, ngày xưa là mỗi một tiệm là 3-4 người phụ nha, lấy hàng cho khách lấy không kịp, bán từ sáng tới chiều, bốc xếp, cái anh bốc xếp đâu thì vận chuyển hàng liên tục luôn. Còn bây giờ thì mình nhìn cái chợ này, có người khách nào đến không, rồi có ai đi giao hàng không, có chiếc xe gắn máy nào đi giao hàng, hoặc xe ba gác nào đi giao hàng, hoặc xe tải nào đi không, vắng đến mức độ đó. Kinh doanh bây giờ là ngồi gọi là chịu trận. Và mình cũng hỏi thăm rất là nhiều, có nhiều phương án chứ không phải là chợ truyền thống bây giờ là ngồi là chịu chết đâu. Chợ truyền thống bây giờ thì cũng học cách bán online nè, học cách livestream nè, học cách sử dụng các nền tảng mạng xã hội TikTok, Facebook nè, vân vân và vân vân luôn. Rồi người ta cũng làm đủ kiểu hết trơn, thậm chí người ta thuê người lại về làm luôn. Có chị nó tâm sự là bỏ mười mấy triệu học livestream bán hàng online đồ tùm lum hết trơn mà vẫn không thấm vào đâu hết, vắng vẫn vắng và ế vẫn ế. Và tình trạng này mà kéo dài nữa không biết như thế nào. Rồi bây giờ chuyển đổi kinh doanh khác thì bây giờ cái ngành nghề nào cũng ế hết trơn, mà mình chuyển thì chuyển cái gì bây giờ đó. Rồi bây giờ đi lớn tuổi rồi đi xin việc làm ai nhận, mà thời buổi này trẻ tuổi đi xin việc làm này nó cũng khó khăn nữa, tại vì giờ bán ế quá đâu có ai mà mua thuê nhiều đâu đó. Thì thành ra thì bây giờ là tình hình chung kinh tế thì có suy có thịnh thì cũng là quy luật của xã hội thôi. Cũng như là chu kỳ bất động sản là 8 năm hay 10 năm gì đó, nó sẽ suy trục, thì cái chuyện này là chuyện bình thường. Nhưng mà mình đang nói đến đây là mặc dù nó xảy ra bình thường nhưng mình thấy người dân như vậy, thấy cuộc sống của bà con như vậy thì mình cũng buồn, gọi là cũng nao lòng đó. Thì đi càng đi ha, càng đi khu vực chợ lớn này thì mình càng thấy đó, cái việc kinh doanh của bà con bây giờ thì thôi vắng te tua, vắng tơi tả luôn chứ không vắng bình thường nữa. Thì clip của em đi đến đây cũng xin tạm dừng. Em cũng xin chân thành cảm ơn đại gia đình mình đã đồng hành cùng em tham quan trọn vẹn khu vực này. Một lần nữa em xin cảm ơn và xin chào tạm biệt.